Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này ship.vn sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Movado đã được ship.vn nhập khẩu trực tiếp từ nhà phân phối Yomashop, một seller cực kỳ lớn và uy tín tại Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York và được vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ, thành phố Auburn bằng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có được những góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay đến từ thương hiệu Movado. Đây, và bên trong kiện hàng chúng ta sẽ thấy đầu tiên một mã QR sản phẩm nè, và một chiếc bóc chính đến từ Movado các bạn nha. Cùng với đó là những cái lớp giấy đệm gói để giảm chấn động tối đa trong quá trình vận chuyển. Phía dưới chúng ta sẽ có hóa đơn từ Yomashop. Đây, nguồn gốc sản phẩm rất là rõ ràng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nha. Và sau cùng đó chính là một cái tích cờ quảng cáo đến từ Yoma. Đây các bạn, tạm thời sẽ để thùng cà tông vào một bên nhé. Đi đến chiếc bóc chính, thì bên ngoài bóc chính các bạn thấy là một phần bìa giấy màu trắng để bảo quản bóc tránh khỏi bụi bẩn. Và đây chính là chiếc bóc chính của chúng ta với tên thương hiệu Movado, nằm ở trung tâm, cực kỳ nổi bật luôn. Nói một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết, thì Movado là một trong những cái thương hiệu đồng hồ nổi tiếng đến từ đất nước Thụy Sĩ và đã có hơn 135 năm trên con đường chế tác đồng hồ, được nhiều tín đồ trên thế giới biết đến và sử dụng. Năm 1881, thì Movado Watch được thành lập và nhanh chóng từ một cái xưởng nhỏ sản xuất đồng hồ trở thành một cái thương hiệu hàng đầu ở Thụy Sĩ trong việc chế tác các đồng hồ với những cái công nghệ phức tạp. Và cái tên Movado được Achille Desham bắt đầu sử dụng vào năm 1905 với ý nghĩa là luôn luôn chuyển động, để thể hiện mong muốn công ty sẽ không ngừng nỗ lực tiến lên, phát triển hưng thịnh và đưa ra những cái sản phẩm mang tính nghệ thuật được sống mãi với thời gian. Ngày nay thì đồng hồ Movado vẫn được biết đến với những cái mẫu thiết kế sang trọng và độc đáo, mang lại cái vẻ đẹp hiện đại pha lẫn cổ điển mà không thể nào không thán phục. Thương hiệu đồng hồ Movado vẫn đã, đang và sẽ tiếp tục chinh phục thị trường đồng hồ với những người tiêu dùng ngày càng khó tính cùng với sự cạnh tranh khắc nghiệt. Đó chính là những cái thông tin tổng quan ngắn gọn nhất về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết nha. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta nằm bên trong hộp. Mình sẽ mở hộp ra nhé. Bên trong sẽ là một chiếc bóc đựng đồng hồ của chúng ta. Bên ngoài sẽ là bóc giấy rất là dày các bạn nha. Và đây các bạn, chiếc bóc đồng hồ của chúng ta được bảo quản rất là cẩn thận luôn. Bên trong chúng ta sẽ thấy nhân vật chính được cố định ở phần trung tâm nè. Đó là tất cả những cái phụ kiện đi kèm các bạn nhé. Sản phẩm thì vẫn còn mới hoàn hảo 100% như các bạn có thể thấy. Nguyên siêu các bạn nhé, siêu dây nè, siêu mặt nè, siêu đáy, được quấn rất là kỹ luôn. Và đây là phần tác sản phẩm. Thì mẫu Movado trên tay mình sẽ có tên đầy đủ là Movado Workman Watch, một mẫu đồng hồ dành cho nam giới, sử dụng pin nhé. Và chúng ta sẽ có mã sản phẩm là 0606781. Mã sản phẩm này mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc đồng hồ này với một mức giá vô cùng ưu đãi tại iship.vn. Trên tab thì chúng ta sẽ có những cái thông tin khác như Swiss Movement của máy là Thụy Sĩ nha, chuẩn Swiss Made nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Tên thương hiệu Movado. Rồi, đi đến nhân vật chính thì mình xin phép mình tháo cái lớp siêu mặt ra cho các bạn có trải nghiệm tầm nhìn nó tuyệt vời nhất trên sản phẩm ngày hôm nay. Đây các bạn, một mặt số rất là đẹp luôn. Đó, cái phần keo siêu nè các bạn, rất là mới nha. Đây, mình sẽ chùi bớt cái phần keo siêu này đi. Siêu này dán lên cái phần mặt số này cũng tương đối lâu ha. Rồi, về phần mặt kính các bạn thấy đó, một mặt kính rất là trong. Và chúng ta sẽ được sử dụng mặt kính là kính khoáng K1. Thì cái này là cái tên mà Movado đặt cho cái công nghệ kính của mình. Về đường kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là 40mm. Nó sẽ phù hợp với những bạn nam có cổ tay khoảng tầm
16 cm lên tay sẽ khá là phù hợp. Độ dày ở mẫu này chỉ 7 mm mà thôi, một cái độ dày tương đối trung bình trên các mẫu đồng hồ sử dụng pin và nó rất là dễ lên tay cho anh em chúng ta. Về phần mặt kính thì chúng ta sẽ có kính khoáng K1 như nãy mình có nói đó. Thì kính khoáng thì nó luôn mang lại một cái độ chịu lực tốt nè, hạn chế được trầy xước và có thể dễ dàng đánh bóng lại đến những vết trầy nhẹ như là xước chỉ kim hoặc là xước lông mèo nha. Còn đối với những cái vết trầy sâu và nặng hơn, nó sẽ tạo nên những cái vết lõm trên phần mặt kính, cho nên các bạn hạn chế đánh bóng những cái vết trầy sâu nha. Vì bản chất của việc đánh bóng là chúng ta bào mòn đi cái phần kính đã bị trầy, cho nên các bạn cần phải lưu ý kỹ vấn đề này. Về thiết kế mặt số bên trong, các bạn có thể thấy đây là một cái thiết kế 1.2 kim mang tính biểu tượng của Movado luôn rồi. Và chấm Movado này nó đại diện cho cái hình ảnh của mặt trời buổi trưa các bạn nha. Khi mà chúng ta lên đỉnh đầu là các bạn, đó góc 12 giờ, đó chính là cái thời điểm mặt trời lên đỉnh đầu. Đây chính là cái ý nghĩa của cái chấm Movado này các bạn. Và ở đây chúng ta sẽ có là chấm Movado lõm nha. Được đánh bóng gương, cho nên là các bạn nhìn vào sẽ rất là bắt mắt luôn, cực kỳ cuốn hút. Phần kim mà chúng ta sẽ được trang bị hai kim chức năng chính, kim giờ và kim phút, với thiết kế dạng kim đô phai thanh mảnh truyền thống. Tên thương hiệu Movado sẽ được đặt ở góc 6 giờ đó, và dòng chữ Squidmax sẽ được đặt ngay bên cạnh luôn, mang lại một cái nét tầm nhìn nó cực kỳ cuốn hút với một cái phần đen tuyền trên phần mặt dial của chúng ta. Mặt số màu đen là một trong những cái mặt số rất được ưa chuộng trong giới mộ điệu đồng hồ các bạn nha. Nó mang một cái nét huyền bí và sang trọng. Và trong quan điểm hiện đại ngày nay thì tông màu đen này nó còn đại diện cho sự giàu sang và quyền lực nha các bạn. Chính vì thế đây là một trong những cái tông màu rất là được săn đón trong giới mộ điệu đồng hồ. Rồi về phần vật liệu hoàn thiện thì từ khung vỏ, vành benzen cho đến phần dây đeo, tất cả đều sẽ là thép không gỉ 316L, một loại thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ và nó có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển, hoặc là các chất lỏng có tính axit như mồ hôi. Và ở đây các bạn thấy là vành benzen chúng ta sẽ có chia tác đánh bóng và hai chỉ giữa của dây đeo cũng sẽ là chia tác đánh bóng, mang lại cái nét bóng bẩy hơn, một cái điểm nhấn rất là bắt mắt khi những cái hiệu ứng ánh sáng sẽ luôn chạy trên cái chia tác đánh bóng này, tạo một cái sức cuốn hút cho những ánh nhìn xung quanh. Về phần núm vặn chính được thiết kế rất là hài hòa và nó cực kỳ thông minh luôn các bạn. Các bạn sẽ thấy phần khung vỏ ở đây chúng ta sẽ có phần nhô ra hai cái gờ chống bắn tia nước nữa các bạn. Ở đây mình sẽ đóng núm lại nha. Đó, và các bạn sẽ thấy một cái sự liền mạch giữa phần thân vỏ và phần núm vặn được chế tác cực kỳ tỉ mỉ và công phu luôn. Thì đây cũng là một trong những cái thế mạnh rất nổi tiếng của Movado. Cái độ hoàn thiện đến từ Movado phải nói cực kỳ cao cấp nha. Phần mặt núm mà chúng ta vẫn còn thấy cái phần lớp siêu màu xanh này các bạn. Đó, họ dán này rồi cho nên là mình cũng không có mở ra được. Thân vỏ thì chúng ta thấy là họ đánh phay xước rất là mịn nha các bạn, ở toàn bộ phần thân vỏ luôn. Đó, ở hai bên phần mặt lớp nè, họ đánh phay xước rất là mịn. Và thiết kế dây đeo với dạng 5 chỉ tạo nên cái nét mạnh mẽ cá tính hơn cho mẫu đồng hồ nam này khá là nhiều. Đây, bản dây thì cũng tương đối là lớn các bạn nha. Khóa chúng ta sẽ có là khóa bướm truyền thống nè, và logo thương hiệu của Movado cũng được in ngay trên phần mặt khóa. Đó. Nó khá là nhỏ các bạn nha. Đây, nghiêng ra các bạn sẽ thấy được. Đây, một logo chữ M. Rồi về phần mặt đáy chúng ta sẽ có một thiết kế đáy kín rất là quen thuộc trên các mẫu sử dụng pin rồi. Và cùng với đó là những cái thông tin như mình vừa chia sẻ là Movado, tên thương hiệu nè, rồi stainless steel, vật liệu thép không gỉ ha, khả năng kháng nước của mẫu này ở mức cơ bản là 30m, đủ để các bạn có thể yên tâm đi mưa nhỏ hoặc là rửa tay. Rồi chúng ta sẽ có là những cái thông tin, đây nó hơi màu chút xíu, đây mình sẽ cố gắng để có thể lấy nét ha cho các bạn thấy nha, hơi khó thấy một chút xíu. Có một cái điểm mà mình phát hiện ở đây là Sapphire Rhyton, có nghĩa là chúng ta sẽ được sử dụng kính Sapphire luôn, không phải là kính K1. Mà cái này có lẽ là thông tin ở trên Yoma nó đã có một chút sai sót rồi. Họ để là kính K1 nhưng mà thực tế trên sản phẩm chúng ta sẽ được sử dụng mặt kính Sapphire cao cấp luôn. Nó mang lại một cái độ thông suốt rất là hoàn hảo cho phần mặt số, cũng như là cái khả năng chống xước tuyệt vời nhất. Ở đây mình nói tuyệt vời nhất chứ không phải tuyệt đối, là bởi vì trong một số trường hợp kính Sapphire của chúng ta vẫn có thể có khả năng xảy ra trầy xước nha. Nên các bạn lưu ý kỹ, một cái trường hợp phổ biến mình thường thấy đó chính là khi các bạn đi biển, các bạn vô tình để cho cái phần mặt kính này nó chà sát quá nhiều lần với phần cát biển thì vẫn có khả năng xảy ra trầy xước. Nên các bạn lưu ý kỹ vấn đề này nha. Rồi tiếp tục đi đến những thông tin khác là số series cũng được thể hiện ở phía dưới này. Họ cũng khắc lên số series ở dưới này luôn, để giống như cái mã định danh cho mỗi chiếc đồng hồ Movado vậy. Và một cái điểm rất là đáng giá ở đây đó chính là các bạn có thể thấy một cái tem màu xanh, đó chính là cái thời lượng pin mà các bạn cần phải thay. Đây, theo như cái mũi tên chỉ vào đó, chúng ta sẽ cần phải thay pin vào tháng 1 năm 2028 các bạn nha. Khá là lâu luôn. Đây các bạn, nên mình rất là thích điều này ở Movado, họ rất là thường xuyên có một cái tem này để cho chúng ta biết được cái thời lượng pin để chúng ta cần phải thay pin. Rồi,
Ok, đó là những cái thông tin chúng ta có phía dưới phần mặt đáy. Và qua các góc quay các bạn có thể thấy sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay mới 100%, không hề có những cái vết cấn móc hay rầy xước nào nha. Ở trên phần khung vỏ nè, viền benzen, mặt kính, chỉ đeo, tất cả đều còn mới nguyên siêu 100%. Và đó cũng là những cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu đồng hồ Movado nói chung, cũng như là mẫu Movado ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm về rất là đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.